Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, hiện các bệnh viện của tỉnh đã tiếp nhận cấp cứu 481 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng, thành phố Long Khánh. Hiện, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đang điều trị nhiều nhất các trường hợp ngộ độc bao gồm 451 ca. Số còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cao Su Dầu Dây. Riêng Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai đang điều trị cho 12 bé bị ngộ độc, trong đó có 5 trường hợp bệnh nặng, 2 trường hợp phải thở máy, lọc máu, tổn thương tim, gan, thận và hôn mê. Cũng ngay trong chiều nay, ngày 3 tháng 5, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, bệnh viện đã mời các bác sĩ từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp xuống hội chẩn cùng các bác sĩ của bệnh viện để cứu hai bé bị ngộ độc nặng sau khi ăn bánh mì tại Long Khánh. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai cho hay, hiện bệnh viện đang điều trị cho 6 bệnh nhi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng, thành phố Long Khánh, trong đó có 2 ca nặng đang phải thở máy, lọc máu chu kỳ thứ 2. Dù đã có cải thiện so với lúc nhập viện, một ca ngừng tim, ngừng thở, nhưng cả hai bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nặng, phải lọc máu nhiều chu kỳ để lọc bỏ độc chất. Do đó, các bác sĩ sẽ hội chẩn để tìm ra phương án chữa trị phù hợp nhất cho mỗi bệnh nhi, bác sĩ Nghĩa cho hay. Từ khi bệnh viện tiếp nhận các ca bệnh nặng, các bác sĩ của hai bệnh viện thường xuyên hội chẩn trực tuyến. Cũng theo bác sĩ Nghĩa, trong 2 ca đang lọc máu, có 1 ca không có bảo hiểm y tế. Trong khi đó, chi phí chữa trị rất cao do bệnh nhi phải lọc máu. Dù vậy, trước mắt, bệnh viện vẫn tiếp tục đặt việc cứu chữa bệnh nhi lên hàng đầu. Điều quan trọng nhất là cứu sống bệnh nhi, còn chi phí chữa trị, chúng tôi sẽ tìm cách sau, bác sĩ Nghĩa chia sẻ. Phó sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Văn Quang, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, hai trường hợp này rất nặng, một cháu 6 tuổi nhập viện trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, sốc nhiễm trùng nặng, một cháu bị sốc nặng. Hai bệnh nhi đã hồi chẩn, tiến hành lọc máu, xác định tình trạng nhiễm trùng. Hiện tại, huyết động học của hai cháu đã tạm ổn định, nhưng một cháu 6 tuổi vẫn trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn các bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng do nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa nghi ngộ độc thực phẩm. Tác nhân gây ngộ độc chính xác phải đợi kết quả phân lập vi sinh của cơ quan an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, những trường hợp nặng như vậy thường do hai tác nhân chính, một là do tụ cầu, hai là do vi khuẩn Salmonella. Ngoài điều trị chống sốc, truyền dịch vận mạch, lọc máu để loại bỏ các độc tố, trưa nay hai bệnh nhi được đưa lọc máu hấp thụ bằng quả lọc đặc biệt để loại bỏ độc tố và khoáng chất không tốt cho bệnh nhân. Theo bác sĩ Phạm Văn Quang, một bệnh nhi bị nặng cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh. Đêm ngày 1 tháng 5, bé xuất nhiều, mệt lả, tiêu chảy ồ ạt nên gia đình đã đưa chuyển bé đến Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu ngay trong đêm. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng rất nặng. Đến 4 giờ ngày 2 tháng 5 thì bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng sốt cao, mạch rất nhanh, mệt lả. Bệnh nhi nhanh chóng được chẩn đoán nhiễm trùng huyết đường tiêu hóa, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Các bác sĩ đã nhanh chóng truyền kháng sinh mạnh để khống chế các tác nhân ngộ độc, hạ sốt cho bệnh nhi. Sau 12 tiếng được điều trị tích cực, hiện tại bệnh nhi đã bớt sốt, tốc độ đi cầu giảm, tươi tỉnh và đã có cảm giác thèm ăn, hy vọng cháu sẽ sớm phục hồi. Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với phóng viên, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung cho biết, nếu số ca nhập viện còn tiếp tục gia tăng, sẽ chuyển bệnh nhân về các trung tâm y tế, phòng khám đa khoa tư nhân lân cận. Trường hợp có nhiều ca bệnh nặng sẽ chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất hoặc mời tuyến trên để hỗ trợ chuyên môn. Cũng trong chiều ngày 2 tháng 5, Sở Y tế cũng có công văn hỏa tốc yêu cầu các bệnh viện tăng cường công tác điều trị vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì, khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc. Giám đốc Sở Y tế đã đề nghị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tập trung tối đa nguồn lực, bố trí đầy đủ bác sĩ, thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế, tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm để giảm thiểu tối đa do ảnh hưởng xấu tới sức khỏe tính mạng của người bệnh. Phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại khu vực phía Nam trong việc chuyển tuyến, hội chẩn chuyên môn, khám chữa bệnh từ xa nếu cần thiết. Sở Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan đình chỉ ngay cơ sở bánh mì nghi ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trên, phát hiện có sai phạm cần phải xử lý nghiêm theo quy định. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai cũng phải phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ, điều tra nguyên nhân của vụ ngộ độc theo quy định, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trước ngày 9 tháng 5. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Sở Y tế đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại thời điểm điều tra, tiệm bánh mì Băng không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ khu phố 2, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Khánh Băng sử dụng giấy phép kinh doanh số 47S801
54-54 cấp ngày 27 tháng 9 năm 2021 do Phòng Tài chính Kế toán, Ủy ban dân thành phố Long Khánh cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc Phương làm chủ hộ kinh doanh. Bà Phương là con ruột của bà Nguyễn Thị Khánh Băng đi dân nước ngoài từ tháng 2 năm 2023. Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Khánh Băng, hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phương đã đóng thuế hàng tháng đầy đủ. Theo ông Nguyễn Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, qua điều tra cho thấy thời gian ủ bệnh trung bình của các bệnh nhân từ 4 đến 8 giờ, triệu chứng chủ yếu là tiêu chảy, nôn nói. Tiệm bánh mì không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tổng số lao động làm việc trực tiếp là 4, không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, không có giấy khám sức khỏe. Theo đại diện cơ sở, nguồn nguyên liệu thực phẩm dùng để chế biến bánh mì được lấy từ cơ sở trên địa bàn thành phố Long Khánh và các tỉnh thành khác. Tại thời điểm điều tra, ghi nhận cơ sở còn 58,5 cây thịt nguội, 15kg dưa muối chua, 0,8kg chả lụa không có nhãn mác, 0,7kg chả lụa không có nhãn mác, 1,6kg thịt heo đã qua chế biến, 4 khay pate với trọng lượng 20,2kg. Khu vực chế biến thực phẩm rộng thoáng, không cần nguồn ô nhiễm, có trang thiết bị, dụng cụ để chế biến thực phẩm. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm, gửi kiểm nghiệm các chỉ số an toàn thực phẩm về Viện Y tế Công cộng TP.HCM. Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong thực phẩm và giao cơ sở tự bảo quản trong tủ đông tại cơ sở, đồng thời thực hiện phết lấy mẫu dịch tị hầu của 4 người chế biến thực phẩm. Lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động kinh doanh cho đến khi có kết luận ở cơ quan có thẩm quyền và được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tiếp tục phối hợp điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm. Đề nghị Phòng Y tế thành phố Long Khánh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, xử lý các vi phạm. Đề nghị Phòng Kinh tế thành phố Long Khánh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, truy xuất nguồn gốc đối với cơ sở cung cấp thực phẩm cho tiệm bánh mì Băng. Công an vào cuộc điều tra gần 500 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai. Liên quan đến vụ gần 500 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại thành phố Long Khánh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với các công an thành phố Long Khánh vào cuộc điều tra xác minh sự việc. Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế buôn lậu và môi trường Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thành phố Long Khánh tiến hành lấy mẫu thức ăn để giám định nhằm xác định nguyên nhân. Tại buổi làm việc với Đoàn Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai và Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh, Thượng tá Lê Trí Hiếu, Phó trưởng Công an thành phố Long Khánh cho biết, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an thành phố Long Khánh và Sở Y tế truy nguồn gốc thực phẩm và làm việc với người liên quan. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xuống kiểm tra cơ sở bánh mì Băng ở nơi bệnh nhân đã từng mua bánh mì ăn để kiểm tra. Theo đó, Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan đã kiểm tra hộ kinh doanh TC khu vực 2 phường Xuân Thanh là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu chả lụa cho tiệm bánh mì Băng. Đoàn đã tiến hành niêm phong, tạm giữ một số phụ gia không nhận mác, nguồn gốc xuất xứ, đang tiến hành thực hiện quy trình xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Còn công an thành phố đã tiến hành điều tra, xác minh truy gốc nguồn gốc tại cơ sở giết mổ gia súc DT và cơ sở giết mổ công ty TT về số lượng thịt heo hộ kinh doanh TC mua để dùng để chế biến chả lụa. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố đã kịp thời đưa tin tuyên truyền nhằm cảnh báo người dân đã mua và sử dụng sản phẩm trong thời gian từ 15 giờ đến 19 giờ ngày 30 tháng 4. Nếu có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn, nôn, đi cầu phân lỏng, một số trường hợp bị sốt, cần để đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và điều trị kịp thời. Người dân không được tự ý mua thuốc về tự điều trị tại nhà. Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các nơi cung cấp nguồn nguyên liệu cho cơ sở tiệm bánh mì Băng và xử lý nghiêm minh khi phát hiện vi phạm về đảm bảo an toàn thực phẩm. Tính đến 12 giờ ngày 3 tháng 5, tổng số ca khám nhập viện điều trị tại bệnh viện trên địa bàn thành phố là 481 ca. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh tiếp nhận 451 ca, đang điều trị 324 ca, chuyển viện 11 ca, xuất viện 19 ca, cấp toa thuốc điều trị tại nhà là 96 ca. Còn Bệnh viện Đa khoa Cao Xu Đồng Nai tiếp nhận 22 ca, đang điều trị 21 ca, xuất viện 1 ca. Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh đã đề nghị hai bệnh viện tiếp tục theo dõi diễn biến tình trạng sức khỏe và chăm sóc điều trị tích cực cho các bệnh nhân đang nằm viện.